Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày mùng 7 tháng 9, thì cũng là ngày Chủ Nhật, tức là cũng có chư Phật tử. Trước kia thì tôi có giảng mỗi ngày, sau này còn chủ Chủ Nhật thôi. Rồi sau này tôi bệnh quá thì nghỉ. Thì Phật tử có lời yêu cầu để giảng lại. Thì từ đây mỗi Chủ Nhật nếu tôi khỏe, tôi sẽ giảng vào 2 giờ chiều cho tới 4 giờ. Bây giờ dường như có cái phong trào học Pháp, chứ hồi xưa thì chuyện kệ lắm, thì có lẽ nói tận thế gì đó. Thì ở Sài Gòn, Vũng Tàu, hình như biên qua vậy đó, có thỉnh bữa mùng 13, 14 là Chủ Nhật, 13 là thứ Bảy. Thì 14 họ đi làm việc, nếu mà giảng bữa Chủ Nhật thì họ về không kịp, vì tới Vũng Tàu, tới biên qua thành phố nữa. Thành đó họ thỉnh bữa thứ Bảy, tức là 13. Thì chắc bữa sáng thì họ đến đây chắc lưới 8 giờ rưỡi, 9 giờ vậy. Tôi có giảng tới 11 giờ. Thì Phật tử nào có rảnh thì bữa 13 đến nghe. Thành ra tôi phải liên tục đó, 13 rồi 14 là Chủ Nhật nữa. Thì ở tại đây, rồi bữa rằm là cúng hội nữa, còn mỗi 17 là Ngọc Trường nữa, 4 ngày liên tiếp. Thì thôi, thấy Phật tử cũng tha thiết trên con đường giải thoát thì tôi cũng cố gắng, còn sức là còn cố gắng làm, chừng nào vô lò thiêu thì thôi. Thì đại khái là vậy. Thì cái thời buổi này theo tôi thấy là nó giống như thời Đức Phật mà ra đời vậy. 62 tôn giáo bạn đã lên, nhưng mà không có đạo Phật, không có đạo Phật, chỉ có đạo người trời thôi. Mà giữa đạo người trời và đạo Phật nó khác nhau thế nào thì chúng ta thấy là từ xưa giờ Thái tử Siddhartha ra đời mới thấy cái sổ lẫn quẩn của tất cả 62 tôn giáo bãi. Lẫn quẩn đây không có nghĩa là sai, nhưng mà là cải sửa từ cái xiềng cây, xiềng sắt, xiềng chì, xiềng đồng, cải sửa qua xiềng vàng, xiềng kim cương, tức là vào các cõi trời sung sướng, hạnh phúc, an nhàn của cõi trời, nhưng vẫn tiếp tục luân hồi sanh tử khổ, tức là chỉ chuyển nghiệp thôi. Nắm được cái nghiệp rồi chuyển mình muốn đầu thai tái sanh vào cảnh giới nào thì có thể đầu thai theo ý muốn của mình, đó nghĩa là làm chủ lấy nghiệp. Thì người ta rất là vinh hạnh với vấn đề làm chủ lấy nghiệp, nhưng mà vẫn ở trong nghiệp. Thì Thái tử Siddhartha không chịu cái đó. Ngài ra đời, cái mục đích của Ngài là muốn chấm dứt sự già, bệnh và chết. Khi Ngài xin vua Tịnh Phạn đi xuất gia để tìm chấm dứt cái sanh già, bệnh, chết. Thì cuối cùng 62 tôn giáo bạn chỉ là cải sửa cái già, cái bệnh, cái chết cho sanh vào cảnh giới sống thật lâu, tuổi thọ thật nhiều và ít bệnh, nhưng rồi cũng phải chết. Cái đó là như cái luật của vũ trụ, của hiện tượng giới. Nhưng trong đó có một cái bản thể không sanh, không già, không bệnh, không chết, mà thường thường chúng ta đi tìm ngoài cái xác thân này, tức là ở các cõi trời mà họ tạo ra. Đó là một cái lầm cố hữu từ xưa giờ. Thì chính Đức Phật mới tìm thấy ngay trong xác thân này, trong cái xác thân thay đổi sanh già bệnh chết này, có một cái không hề sanh, không hề già, không hề bệnh, không hề chết. Đó chính là cái tâm, hay nói đúng là cái cách nhìn, ngoài đời còn kêu là cái nhận thức của mỗi người. Hay nói một cách khác là trong cái lượng sống của người, của trời,
dục giới, trời sắc giới, trời vô sắc. Tất cả những cái lượng sống này đều phải nương vào cái dòng nước linh hồn để mà duyên khởi. Thường thường kêu phát hiện mà đạo Phật kêu là duyên khởi. Duyên khởi tức là có điều kiện để mà hiện ra, mà nương vào cái phi điều kiện. Thì cái phi điều kiện nó không ai nhận thấy hết, mà chính Thái tử Siddhartha cũng đã đi tìm 62 tôn giáo bạn, và ông quốc đầu lâm Phất A-la-la đã chỉ cho ngài. Ngài thấy nó sót, nó cũng chỗ hở, tức là thay đổi thôi. Rồi chúng ta phải học cho kỹ, tức là giữa tư tưởng và bát nhã, giữa chu kỳ và sát na có sự khác nhau như thế nào. Thì cái đó tôi đã nói mấy chục năm nay rồi, thì Phật tử dường như nghe không vô. Tôi lúc đầu tôi giảng thì nó hơi lộng cộng, giờ càng ngày nó càng sáng tỏ hơn. Đó thì tôi thấy là với Phật tử phải tìm hiểu cái tiến trình của tư tưởng, tức là tiến trình của cõi quế độ, tức là từ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, bốn đường ác, cũng ở ngay trong xác thân của chúng ta. Nhưng chúng ta phải mổ xẻ nó, phải tìm hiểu nó cho rành. Nếu tìm hiểu không rành, lờ mờ, thì lờ mờ đạo Phật thường dùng danh từ là vô minh, không sáng, thì chúng ta sẽ chạy trốn nó. Chúng ta sẽ tiến hóa, sẽ thăng qua, sẽ lên cao, để đừng có nhìn nhận cái già bệnh chết này. Thì cái đó kêu là cõi dục, của dục giới. Thì chúng ta lên, tiến lên cõi dục của sắc giới, tức là phải giữ tám giới và tu sơ nhị tam thiền. Thì cái đó chúng ta không còn ăn đoàn thực nữa, không còn nằm ở trong sắc tài danh lợi ăn uống ngủ nghỉ nữa, mà chúng ta ăn bằng xúc thực, tức là cảm giác hỷ lạc. Thì cõi này sống rất lâu, không có sắc thân thô táo như mình, không có chết như con nữa, mà chết rồi sẽ biến mất, sẽ biến mất, tự mình sẽ biến hóa mất. Người ta sống cõi này không cần mặt trời mặt trăng nữa, mà mỗi người sống với cái hào quang của mình. Nhưng hết phước rồi vẫn luân hồi sanh tử thôi. Rồi tiến hóa, đây tôi nói đại khái nha, rồi chút chúng ta đi sâu vào đó. Đó thì tiến hóa nữa đi đến cõi trời vô sắc giới, tức là các ngài không dùng sắc thân nữa, mà các ngài dùng toàn là tư tưởng. Cái thân thô tháo của chúng ta đó thì kêu là cái thân phù trần, mà chúng tôi thường kêu danh từ tiếng Việt mình là cái thân bên ngoài. Vì quý vị nhìn thấy liền, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và óc, thì phải ăn cơm, ăn cháo, phải tiêu tiểu và phải chết, phải thiêu hoặc là vô hồn, để lâu thì nó phải thối quắc. Thì đó là sắc thân đoàn thực hay là đoạn thực. Đoàn là dò duyên, còn đoạn là cắt từ khúc. Thì sắc thân này hôi hám, dơ giấy. Thì trong kinh Đức Phật kêu tứ niệm xứ kêu là thân bất tịnh. Thì thôi chúng ta nói sơ thôi. Còn qua thân thứ hai là chán nản cái thân này rồi, nhưng mà không thấy rõ nó, thành ra giữ tám giới, là không niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa. Thì chúng ta tập trung kỹ mạnh lâu sâu vào đó, chúng ta không còn ăn cơm, cháo, thịt, cá nữa, tàu hũ nữa, mà chúng ta ăn bằng cái hỷ lạc, cái cảm giác của dây thần kinh thứ hai mà tôi kêu là thân bên trong. Thì trong duy thức gọi là tịnh sắc căn, còn thân bên ngoài mắt tai mũi lưỡi đó kêu là phù trần căn. Thì cái dây thần kinh này khi tắt thở rồi thì cái phù trần căn mắt tai mũi lưỡi chết liền, nhưng mà dây thần kinh thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác phải 8 tiếng đồng hồ sau nó mới chết thiệt. Do đó bên tịnh độ đó là người chết phải để 8 tiếng mới được liệm. Mà dây thần kinh là chỗ phát hiện cái cảm giác đau đớn,
nó mượn cơ quan của dây thần kinh chẳng hạn. Tôi lấy thí dụ thì Phật tử tạm hiểu là như cái răng mình nhức thì có thể mình ngậm muối nó hết, cái đó là cái nhức của cái răng. Khi cái gì ăn nước đá bể vô miệng thì cái răng nó ê, nhưng mà dây thần kinh ở trong là cái tủy không có nhức. Rồi nếu bây giờ ăn đồ nóng hoặc cái bị sâu ăn răng thì cái tủy nó nhức. Thì cái này không phải là cái răng nhất mà là dây thần kinh của tủy. Hai cái nó khác nhau. Chẳng hạn như chích thịt thì quý vị bị đau, nó đau cái phù trần căn, tức là căn bên ngoài. Còn chích gân thì đau cái thần kinh bên trong. Đó là sắc thân thứ hai. Khi quý vị chết rồi thì nguyên cái sắc thân bên ngoài này chết, nhưng dây thần kinh vẫn còn sống. 8 tiếng đồng hồ sau thì cái dây gân thần kinh xúc giác, chúng ta thì xúc giác mà dòm thấy dây gân đó, 8 tiếng hồ sau nó chết thiệt. Thì quý vị phải để ý không? Cái thân thứ hai này là cái thân của cõi trời sắc giới, họ không xài cái thân bên ngoài nữa. Thì cái thân này nó chỉ ăn bằng những cảm giác hỷ lạc. Thành ra chúng ta phải học tám hạng chúng sanh, thường thường trong kinh kêu lục đạo luân hồi, nhưng mà tôi chia thêm hai nữa, một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh, bốn là atula, năm là cõi người, sáu là cõi trời. Trong kinh chia như vậy thôi, nhưng cõi trời tôi thấy có ba cõi, nó khác nhau rất nhiều. Cõi trời dục giới là chiếm hữu bên ngoài, tôi vừa nói nãy, thì ăn cái sự cái đoàn thực. Còn cõi trời sắc giới là tám giới, là ăn bằng xúc thực, tức là dùng cái sắc thân thứ hai. Mà quý vị bây giờ còn ở đoàn thực, nhưng mà quý vị tu, quý vị không cần nữa. Nhưng quý vị thấy có người nhập định nó như thầy Thâu Lạc, 7 ngày 7 đêm không ăn uống vẫn sống. Mấy có người còn tới 70 ngày, có người tới 70 năm không ăn uống mà họ vẫn sống. Họ sống bằng cái xúc thực, tức là bằng cảm giác hỷ lạc. Quý vị nào có ngồi thiền niệm Phật, quý vị thấy niệm 7 ngày 7 đêm, quý vị niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật nữa, mà vẫn có tiếng niệm Phật, thì quý vị chìm trong trạng thái hỷ lạc đó. Thành ra trong kinh kêu cái sắc thân bên ngoài là cái hỷ, là cái mừng. Còn các sân bên trong gây thần kinh kêu là lạc, là cái vui. Thì tôi diễn tả quý vị có thể hiểu được phần nào. Thí dụ quý vị khát nước, quý vị đến đây, nói bạch sư con đi từ ở Sài Gòn xuống đây nắng quá mà chưa có miếng nước. Ở đây sư có nước cho tụi con uống không? Tôi nói không, ở đây nước mặn không à? Thì quý vị sẽ cảm thấy lo. Nhưng tôi nói có nước đá, nước dừa mà lá xê nữa. Thì quý vị sẽ cảm thấy mừng. Mà có uống đâu mà mừng. Mừng là sắp sửa đã khác nhưng mà chưa uống đâu. Thì cái này là cái hỷ. Nghĩa là bên ngoài sắc thân cảm thấy thích thú rồi, khoái rồi. Thì cái đó kêu là hỷ chứ không phải là mừng, chứ không phải là vui. Rồi tôi nói Phật tử đem nước ra cho mấy Phật tử mới xuống đây uống. Thì người ta lấy nước dừa lá xê đem cho uống. Quý vị uống vô nó mát cả ruột rang, khoái cả cảm giác, quý vị không biết mình ở đâu. Thì cái này là trạng thái lạc, nó đi tất cả dây thần kinh ở trong thân thể mình. Còn cái kia mới là cái xác thân bên ngoài thôi. Nếu quý vị đi được cái đó đó mà 7 ngày 7 đêm thì quý vị sống bằng cái lạc đó thôi. Thành ra niệm Phật mà tới giai đoạn thứ 3, khỏi cần niệm nữa mà vẫn có tiếng niệm. Còn quý vị làm thường thường được 5-10 phút thì cái đó là cõi trời dục giới. Còn quý vị làm được 7-8 ngày đó là qua cõi trời sắc giới. 7-8 năm, 7-80 năm thì quý vị qua cõi trời sắc giới. Thì quý vị sẽ thấy cái cảnh giới đó, mặc dầu tâm quý vị ở cõi trời sắc giới nhưng mà thân ở cõi trời dục giới. Thì khi nào thọ mạng hết, cái sắc thân cõi trời, cõi dục giới này chết rồi, quý vị sẽ mang cái thân của cõi trời sắc giới. Nó đại khái là như vậy. Nhưng cảnh giới thời buổi này là hơi khó tu. Khó là vì sao? Vì muốn tám giới là phải đòi hỏi cái điều kiện.
cái điều kiện, tức là phải ăn uống kiêng cự, sát thân để ít bệnh. Rồi quý vị phải ngồi thiền nhiều, 2-3 tiếng chưa ăn thua gì đâu. Nhưng mà tập lần 2 tiếng, rồi lần lên 5-7-8 tiếng, và cái thân phải ít nhức nhối. Thì thời buổi này tôi thấy bệnh hoạn nhiều, nhất là khí hậu, cái thứ hai là đồ ăn. Rồi quý vị không thể nào mà đi vào thiền sắc giới. Thời Đức Phật người ta nhập có đó rất nhiều. Bây giờ Ấn Độ thì nó còn nhiều lắm, vì xứ đó là xứ Phật mà. Người ta đã nắm được cái cách tu. Thì chừng đó sắc thân bên ngoài quý vị coi thường đó. Quý vị chỉ dính mắt, tôi dùng chỉ dính mắt là luân hồi đấy, không dính mắt vào sắc thân bên ngoài này nữa. Quý vị không cần ăn uống ngủ nghỉ nữa. Sắc tài danh lợi của cuộc đời này đối với quý vị chả có gì hết. Nhưng mà cái hỷ lạc rất là quan trọng. Quý vị thích kìm chỗ đắng, chỗ vắng, ngồi lặng lẽ chìm vào đó, thì quý vị chết rồi quý vị sanh về cõi trời sắc giới. Quý vị sống hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ tuổi, tùy theo cái định lực sâu cạn của quý vị. Nhưng hết phước rồi cũng vẫn luân hồi trở lại thôi. Thì đại khái nói là như vậy. Còn cái thân thứ ba là quý vị chán nản cái hỷ lạc rồi, sống bằng hào quang của mình, không cần mặt trời mặt trăng, không cần ăn uống bên ngoài. Những gì bây giờ Ấn Độ vẫn còn đấy, trong cái Đông Phương huyền bí đó, có những vị ngồi ở trên tuyết đó mà không ăn uống gì hết, thì người ta ăn bằng cái hỷ lạc của người ta. Nhưng mà theo đạo Phật đó cũng là cái trò chơi của tư tưởng thôi. Bây giờ còn cõi cao hơn nữa là giữ 10 giới, tức là họ sống bằng không bằng dây thần kinh nữa. Hồi nãy chúng ta là sống bằng cái xác thịt bên ngoài này, mắt tai mũi lưỡi thân. Cõi trời sắc giới là mình sống bằng thần kinh thị giác, dính thị giác, thính giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Họ không sống bằng mắt tai mũi lưỡi bên ngoài nữa. Còn cái thứ ba này đó là sống bằng cái óc, thần kinh óc, tức là xác thân bên ngoài họ chả cần, mà dây thần kinh bên trong họ cũng chả cần. Họ sống bằng cái tư tưởng thôi, tức là cõi trời tứ thiền của vô sắc. Cái này quý vị chắc khó nghĩ tới. Ai có ngồi 2-3 tiếng và thỉnh thoảng là thầm hội thôi. Như tôi thầm hội chứ còn tôi diễn tả không nổi. Thì khi nào tôi đắc qua cái đó tôi diễn tả chắc rành hơn. Bây giờ ngồi lâu, thỉnh thoảng là tôi hiểu được nó. Thành ra quý vị phải có hoàn cảnh. Như hôm qua đó tôi dọt ra ngoài biển Ba Động đó thì ngồi, tôi mới hiểu được tứ thiền. Hư không vô biên, thức vô biên, vô sử, phi phi tưởng. Thì ngồi tưởng tượng không bằng ra ngoài biển, quý vị sẽ thấy hư không. Quý vị dòm biển rồi quý vị niệm Phật, hay quý vị lắng nghe hơi thở mà sâu vào đó, rồi quý vị thấy mất thân. Thân mình là hư không, tư tưởng mình là hư không, hoàn cảnh chung quanh là biển hư không. Thì quý vị mới thấy cuộc đời nó nhỏ nhoi, con người mình như hồ cát trong cái bãi biển. Thành ra tôi nói quý vị phải kiếm cảnh. Thường thường quý vị ngồi thiền ở trong nhà, hoặc làm cái thiền đường, mấy cái chùa ra thiền đường cả 1-2 công, rồi ngồi trong đó không đi xa được đâu. Quý vị mới ngồi thiền, quý vị ra bờ biển á, bao la mênh mông. Rồi nếu quý vị có ngồi sâu, ngồi thiền lâu á, cỡ 2 tiếng hồ, quý vị tập trung kỹ mạnh lâu sâu, quý vị sẽ thấy cái thân mình mất. Thân mình là biển, tư tưởng là biển, chung quanh hoàn cảnh là biển, thân, tâm, hoàn cảnh đều là biển. Nhưng mà cái đó không phải đạo Phật nha. Nhưng quý vị sẽ đi đến đạo Phật dễ dàng, vì đạo Phật dễ dàng. Thì nó khoảng không gian đời cứ gọi là chân trời, mà tìm chân lý tôi mới thấy đời là vô dĩ. Sanh lầm kiếp tôi lê mòn thế kỷ, muốn trở về cát bụi vướng chân đi. Thì chúng ta phải hiểu chỗ đó. Thì đó là tôi nói cái sắc thân thứ nhất là thân của chúng ta bây giờ. Chúng ta cứ tranh nhau ăn cho ngon, mặc cho đẹp, ngủ cho êm ấm thì chúng ta không tiến được. Thì chúng ta tiến qua giữ 8 giới. 8 giới thật là có 5 giới, 3 cái sau là 3 cái hạnh. Cái hạnh kiếm đàng hoàng bởi vì mới nhập vào cõi trời sắc giới được. Tức là không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp, không nghe xem hát múa đờn kèn,
chỗ vui đông yến tiệc không trang điểm phấn son dầu hoa ở quần hàng lụa tươi tốt. Thì cái này tôi thấy quý vị khó làm, nhất là thời buổi này, nhất là những người Việt kiều á, son phấn dữ lắm, trưng diện cho xác thân hôi thối này thì hết giờ ngồi thiền rồi. Quý vị sống phải thật đơn giản, cái này là thời Đức Phật đơn giản, mà ngài còn khuyên phải đơn giản hơn nữa, tức là ăn phải làm sao cho no, đừng có bệnh thôi, chứ không phải ăn đồ ngon. Đồ ngon nhiều khi bệnh nhiều nhất. Và mặc phải cho ấm thôi, chứ không cần nhiều thứ áo xe xua chân diện. Ở thì ở nhà lá, nhà người xưa người ta ở gốc cây á, mát nhất. Người xuất gia cũng vậy, ngày đi xin ăn đêm ngủ dưới cội cây, không có nhà ngủ. Như vậy người ta mới đắc quả được. Mà hãy nếu giữ đúng vậy thì ít bệnh. Bệnh phải dùng phân quế của bò hoặc cỏ cây, chứ không bao giờ giết loài thú. Rồi quý vị có thời giờ quý vị mới ngồi nhập vào trong đó, thì quý vị mới bỏ xác thân bên ngoài này được. Bỏ xác thân không phải là giết nó chết nha, bởi vì cái thân bên ngoài, thân bên trong nó dính liền, nhưng mà nó di tế. Thành ra kêu là tịnh sắc căn. Tịnh là trong sạch, sắc là cái xác thân này trong sạch hơn, di tế hơn cái xác thân bên ngoài. Xác thân bên ngoài chết nó hôi thối, còn xác thân bên trong chết nó ít hôi, hoặc là nó không hôi, nó chỉ là hào quang thôi. Rồi tới sân thứ ba là dây thần kinh ốc. Thì cái này ai có qua bác sĩ mổ xẻ thì sẽ thấy trong đó. Thì hôm đó tôi đi mà xe đụng chết thì tôi có thấy đó. Cái ốc nó bể ra nó giống như tàu hũ, nó có miếng cục cục. Tôi thấy ghê. Thì cái đó nó có dây thần kinh li ti mà con mắt mình không thấy được. Khi có nhà khoa học kiến nghiệm gì sẽ gọi thấy trong đó. Thì trong đó là phức tạp nhất. Phức tạp nhất. Con người chúng ta phức tạp rằng mấy ngàn cái máy vi tính. Vi tính coi vậy cho con ăn thua vậy đâu. Con người, bây giờ con người tới năm phần á. Một là sắc thân, hai là cảm giác, ba là tư tưởng, bốn là ý chí, năm là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kêu là thức quẩn. Thành ra tôi trường giảng cái đó bắt Phật tử phải trả là chỗ đó. Đó là con người mình thôi. Còn cái máy móc chỉ có sắc quẩn thôi, có một cái à. Mà bây giờ nó còn chế tạo vậy đó. Thành ra Phật tử phải hiểu, nghe pháp như vậy đó là nghe thẳng vào con người quý vị. Bởi vì quý vị có linh hồn, tôi cũng có linh hồn. Nhưng mà linh hồn của tôi nó hơi khác hơn quý vị. Quý vị tôi có định lực nhiều hơn, có ngồi thiền, có giữ giới. Còn quý vị cũng có định lực mà giữ giới ít, ngồi thiền ít. Hai cái linh hồn nó sẽ giao cảm với nhau. Thì quý vị hiểu rất dễ. Nếu quý vị mà gặp Đức Phật đó, quý vị ngồi nghe một lần này tới quý vị đắc thánh quả liền. Còn có tôi thì gọi lắm 100 lần đắc quả trời thôi. Còn quý vị nghe cái đĩa mà quý vị thâu bây giờ về nghe lại đó là nghe địa ngục. Đó đâu phải tôi. Đó là cái tiếng nói sinh lý của tôi. Cái máy là vật lý, vật lý là địa ngục vô gián. Còn cái âm thanh tôi đó là địa ngục hữu gián, chứ đâu phải nghe tôi. Nó đâu có linh hồn. Quý vị mình nói chỗ đó, nhưng mà khi nghe đây rồi về nó lặp lại để nhắc nhở quý vị thì được. Thành ra thời buổi này chúng ta tệ đó là chúng ta lấy máy móc làm thầy. Bằng đĩa cái đống không biết như cái cô gì đâu. Cô ở Sài Gòn tôi kêu cô xuống đây chủ nhật nghe, cô rảnh. Nhưng cô nói băng cô sư có một đống. Cô ở nghe, nghe tới nghe lui hoài khỏi lên đây nghe. Tôi nói nghe cái địa ngục nó giảng. Nó cô sư giảng mà sư. Tôi nói cô tôi giảng mà cái đĩa nó giảng cho cô, chứ không phải tôi. Vì Phật tử không rành nói tại sao sư giảng mà sư nói đó là địa ngục giảng. Tôi nói cái đĩa nó giảng cho cô chứ không phải tôi giảng. Bây giờ cô nghe đây là nghe tôi. Rồi cô thâu vô đó là cái đĩa nó giảng lại cô nghe. Cô còn hơn cái đĩa mà. Còn ở đây cô nghe tôi, cô làm sao hơn tôi được. Thành ra Phật tử không hiểu Phật Pháp là nó nguy hiểm. Thành ra thời buổi này tịnh độ là dễ giảng sanh nhất. Nhưng mà nó dễ không có nghĩa là cái niệm Phật hoài giảng sanh, không phải cái vụ đó đâu. Tôi đi vùng sâu vùng xa tôi tùy nghiệp mấy bà già. Tôi hỏi mấy bà niệm Phật bằng cái gì? Nói tụi con niệm Phật bằng miệng. Tôi nói không có miệng niệm được không? Không có miệng làm sao niệm sư? Tôi nói chết rồi. Nó khó không hiểu được là không nắm được. Không nắm được làm sao giảng sanh.
Có người thì nói biết, thì nói không phải sư, niệm Phật bằng tâm. Tôi hỏi tâm là cái gì? Nó ở đâu? Nó ra làm sao? Bà có thể nắm được nó ngay bây giờ không? Vừa chết nó ra khỏi xác thân bà bằng cách nào? Bà có thể điều khiển nó muốn đầu thai vào đâu được hay không? Nó nói cái này con không nghe ai nói rồi. Ông ấy bà có phước, ở chợ là có phước hơn người. Thành ra hồi xưa đó tôi thường nếu như vùng sâu vùng xa mười mấy chùa tôi giảng, rồi giờ tôi yếu quá rồi tôi từ chối hết, là còn có hai ba chỗ thôi. Rồi tôi tính nghỉ đó, Phật tử đây năn nỉ trở lại nữa. Rồi tôi thấy thời buổi này nó cấp bách giữa tư tưởng và bát nhã. Bây giờ nếu quý vị không qua bát nhã là quý vị chết với cái thời buổi này. Thời buổi mà vật chất lên ngút đầu. Vật chất là gì? Là cái hình thức của tư tưởng, nhất là những cái máy điện thoại, máy di động, máy này kia, đó là những cái tư tưởng rất là cao siêu mà Đức Phật kêu đó là sở tri chướng. Sở tri chướng là cái gì? Là cái căn bản của vô minh khó mà trừ được. Mà thời buổi này nếu quý vị không nắm được bát nhã là quý vị sẽ chết, nó điên đầu. Hầu hết chúng ta bây giờ dường như là nửa người nửa ngộm mà nửa đười ươi, không có tỉnh, không có người nào tỉnh đó. Quý vị dòm con mắt thì biết, người nào nấy láo liên à, con mắt đỏ trạch, chỉ đỏ tùm lum. Còn người xưa người ta con mắt đen xì, người khôn con mắt đen xì, mà người dại con mắt nửa chì nửa thao. Giữ gìn con mắt làm đầu, mắt là thần chủ của tâm, nhìn con mắt thì biết người đó chết hay sống. Mấy người bị phần âm nhập nó mới nhìn con mắt thì biết nó tráo trơ à. Nó không có định một chỗ mà con mắt không có sáng trong, cái tròng đen phải đen long long lanh lấp lánh. Còn bây giờ 10 người hết 7 người tam bạch rồi. Tam bạch là sao? Là có tới ba tròng, bây giờ có tứ bạch nữa. Tôi mới thấy ở trên có cái tròng trắng, ở dưới có một cái, ở hai bên hai cái nữa. Còn người mắt người tỉnh đó, hai bên hai cái tròng trắng là hết rồi, cái tròn đen họ đen nhánh lấp lánh, chứng tỏ là con người đó thông minh sáng suốt. Mà thông minh chưa phải là đạo Phật, nhưng mà từ thông minh qua trí tuệ rất mau. Còn con người su ngu si mà lẩn đẩn lừ đừ đó thì không thể qua đạo Phật được, phải là người trời. Mà như thế nào là cõi trời? Tức là phải nhị thiền thì quý vị qua đạo Phật rất mau. Nhị thiền là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm, khỏi cần niệm Phật, đây mới là nhị thiền. Mà quý vị được có 5-3 phút, cái đó là cõi trời dục giới chứ không phải là nhị thiền. Như đây có mấy cô được làm được rồi đem ra khoe rồi mất. Nói tôi là sao khoe mất? Không phải khoe là mất, mà do cái tâm trong lúc đó mới mất. Tôi có thể nói mà tôi không mất, mà quý vị nói là mất. Nói với cái tâm như thế nào? Với cái tâm khoe khoang mình chứng đắc thì cái này nó diệt những cái tưởng tử kia. Mà nói với cái tâm phẳng lặng để mà giúp đỡ người khác thì nó lợi khác. Nói với cái tâm thiện hay tâm ác, nói đúng là vậy. Với cái tâm khoe khoang để cho mình cao người ta, mình tỏ này kia, thì cái chủng tử này nó tiêu diệt chủng tử niệm Phật liền. Thành ra quý vị phải hiểu duy thức. Và vì lẽ đó mà tôi phải giảng lại. Quý vị nghe là tôi về đây năm 83, tới nay là 30 năm rồi, tới năm 2013 là 30 năm. Tôi giảng liên tục, nhưng sau này tôi bệnh tôi bỏ lần lần. Thì thôi bây giờ chúng ta nghe trở lại, thấy không? Thì đòi hỏi quý vị về phải làm việc, tức là phải trả bài, phải trả bài. Thì bữa nay tôi giảng 1 tiếng thôi, còn 1 tiếng trả bài. Ai muốn trả thì trả, không thôi tôi không bắt buộc. Nhưng mà tôi thấy nên trả. Để chi vậy? Tôi biết cái trình độ của gì, chứ tôi đâu phải đắc quả. Tôi đắc quả tôi khỏi cần trả bài. Tôi nhìn thẳng là tôi biết ai là gia của gì là tới đâu. Bây giờ tôi không đạt được cái đó. Thì quý vị cứ trả bài, tức là đem những cái hiểu biết trong ai là gia mình trình bày cho tôi. Tôi lắng nghe tôi biết trình độ, thì tôi mới giảng sâu hay là cạn hay là lặp lại. Chứ bây giờ tôi tính đi sâu á, đi 4 đường ác rồi 4 đường thiện, tôi đi sâu tới chừng nào đụng A-la-hán thì mới dừng được. Thì thời buổi này quý vị phải được cái đó thì quý vị mới chống được cái thời buổi mà loạn loạn xạ này. Đủ tôn giáo hết,
Có cái ông gì hiểu vậy, ông lấy trên mạng gì cái bài đưa cho tôi, hỏi cái này in được không sư, in phổ biến cho Phật tử. Tôi coi tôi nói chết rồi, cái này thuộc về thiên cơ sấm dậy thần thông, mà viết rất hay, phải công nhận viết rất hay, rất là hạ mình, hạ mình mà len cái tự cao trong đó. Ví dụ ông thấy nói tôi không phải người tu, tôi không gì hết, tôi chỉ là một người học hỏi nghiên cứu thôi, tôi thấy cái hay rồi cuối cùng chỉ cách tu làm như là thầy đời đó. Đưa hơi thở lên trên đỉnh đầu rồi hào quang nó phát ra, rồi cuối cùng hào quang màu vàng ánh lấp lánh xuống hết chung quanh mà ông chứng đắc. Vậy là có hào quang là Phật sao? Vậy phải có chừng lắm cái đó. Phật thì có hào quang, nhưng mà có hào quang chưa chắc là Phật. Phật thì có xá lợi, mà người thiêu có xá lợi là Phật chưa chắc. Ma quỷ cũng có xá lợi, ma quỷ cũng có hào quang. Cái chỗ đó là cái chỗ chết. Thì trong kinh còn ghi lại ông tu tổ thứ ba, thứ tư về bên thiền tông đó. Một hôm mà tổ ngồi thiền thì con ma nó hiện ra nó phá ngài. Ngài mới xả thiền, ngài bắt nó. Nó hiện hình lớn thiệt bự, nó hù ngài, có ngài sợ không? Ngài không sợ. Rồi ngài nói gì, ông hiện lớn nào hiện nhỏ được không? Nó nói dư sức, nó hiện nhỏ bằng cái con thằn lằn. Ngài mới dở cái bát, nói ông dám chung vô đây không? Nó chung vô cái bát này, ngài đậy lại. Nó ra không được, cái bát là bát của tổ truyền lại mà. Nó quậy nó ra không được, cái nó quỳ nó lại, nó xin ngài tha nó. Rồi xin ngài cho một bài pháp, ngài thuyết bài pháp, cái nó chịu quy Tam Bảo. Giờ chịu từ nay là nó đi, nó tu cho nó không ở quậy nữa. Rồi ngài truyền giới cho nó, ngài hỏi gì cho ông hồi sanh hồi nào? Nó nói cách đây 4-5 ngàn năm. Nói gì thì thời Đức Phật có không? Ông nói có. Ông có biết Đức Phật không? Nó con có, tôi đến nghe pháp mà, nhưng căn cơ con nó chậm lục, con nghe mà con không có tu được. Nó bây giờ ông hiện hình Đức Phật được không? Nó nói dư sức. Nói giờ ông hiện cho tôi coi. Nói rồi nếu mà tổ kêu con hiện là con hiện à, con nghĩ Tam Bảo rồi. Nhưng con xin tổ một điều thôi, là tổ không được lại ạ. À, con hiện hình Đức Phật A Nan Ca Diếp là đàng hoàng, con đi tới cho tổ thấy, nhưng mà con xin một điều là tổ đừng có lại, vì cái đó không phải là thật mà chính là con. Thì tổ hứa, hứa rồi cái nó biến mất. Chút từ xa đó hào quang Đức Phật đi, A Nan Ca Diếp là đi đến, tổ ma ma xả thiền quỳ xuống lại, nó biến mất, mà là tổ không chịu hứa, không giữ lời. Thì chúng ta thấy mấy ma quỷ đâu phải vừa. Thành ra đạo Phật không có chấp nhận vấn đề thần thông. Thần thông là cái phụ để giáo hóa thôi, mà vấn đề trí tuệ mới là vấn đề quan trọng. Hôm nay tôi muốn nói về cái đó. Đức Phật không phải là không có thần thông, ma quỷ cũng có thần thông, nhưng ma quỷ có 5 thông thôi. Ông Đề Vạt Đa đó, hai Phật, ông có tới 5 thông. Thành ra vua A Xà Thế nghe lời ông. Ông hiện thần thông mà. A Xà Thế ngoài đời thì rất là sợ thần thông. Quý vị bây giờ quý vị nghe nói thần thông là đắc quả. Giờ tôi ngồi đây mà tôi bay lên trời thì tôi đắc quả. Đắc cái mốc gì vậy? Đắc cái thần thông. Rồi tôi có thiên nhãn, tôi nhìn ra xa, cách đây vài trăm cây số tôi biết ai sẽ đi đến. Rồi tôi có lỗ tai, tôi sẽ nghe được tiếng các loài thú, loài chim chóc rồi nói chuyện nhau. Rồi tôi có tha tâm thông, cái gì đến tôi chưa nói là tôi biết quý vị muốn nói cái gì rồi. Những cái đó là đồ dỗm đối với đạo Phật, nếu tôi còn tham sân si. Như vậy đạo Phật là cái gì? Là cái trí tuệ, là tất cả những cái đó đều phát hiện từ cái lặng lẽ, từ cái vô tướng, từ cái dòng nước, tức là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm mới hay cái chỗ đó là tôi phục đó. Tức là khi quý vị đi, quý vị biết mình đi, thì cái thân đi, cái biết không có đi. Thân đi mau thì quý vị biết đi mau. Rồi nói là thân là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi, giờ đi mau tôi sửa lại chậm, thì quý vị qua tư tưởng lập tức.
Nhưng mà muốn sửa thì sửa. Quý vị phải biết tư tưởng sửa, chứ không phải có biết sửa thì bây giờ là qua Bát Nhã. Nó nhích nhau một chút thôi. Thì cái lặng lẽ này, cái đi thì thân đi. Thân đi mau thì biết thân đi mau, cái biết không có mau. Còn bây giờ tư tưởng nói thân là của tôi, sửa lại cho chậm, thì phải biết tư tưởng sửa. Thì cái biết không phải là tư tưởng mà không khác tư tưởng. Quý vị thấy nó dễ mà nó khó vô cùng. Rồi cảm giác dễ chịu khởi lên thì biết cảm giác dễ chịu, cảm giác dễ chịu chứ cái biết không có dễ chịu. Quý vị phải nhận chỗ đó. Còn bây giờ nói cảm giác là tôi, là của tôi, cảm giác khó chịu khởi lên, biết cảm giác khó chịu thì cái biết không khó chịu mà cảm giác khó chịu. Rồi cảm giác khó chịu là tôi, của tôi thì thuộc về tư tưởng nữa rồi. Bây giờ tôi phải sửa cảm giác khó chịu này thành cảm giác dễ chịu. Tôi uống thuốc, tôi đi massage thì qua tư tưởng nữa. Mà bây giờ ta biết là qua tư tưởng thì tư tưởng sửa, biết tư tưởng sửa, cái biết không có sửa thì lời qua Bát Nhã. Nó nhích nhau một chút thôi. Nào, đại khái vậy, nữa sau chúng ta sẽ đi qua cái đó. Thì bây giờ cuộc đời đang ở cái thế tư tưởng, cái thế thần thông. Thì cái ngày tận thế nó cũng là cái ngày thần thông giữa hai bên tiên, địa tiên, thiên tiên sẽ tranh đấu với nhau. Mà bây giờ Phật tử rung rinh hết, sợ, rồi tính đi thọ giới để mà khỏi chết. Chúng ta chỉ sợ cái chết, mà chúng ta không tìm hiểu chết là cái gì. Tại sao mình sợ chết? Nếu mà không tận thế mình chết không? Không phải chết. Mà có tận thế thì cũng phải chết. Cuộc đời ai rồi cũng phải chết hết. Đức Phật còn phải chết mà. Nhưng mà cái gì không chết? Cải sửa lên cõi trời thì sống hàng triệu tuổi, hàng tỷ tuổi cũng phải chết. Rồi cõi trời vô sắc tuổi cũng phải chết. Nhưng mà trong đó có một cái không hề chết là cái biết, cái lặng lẽ. Thì cái này là không nói vậy chứ không phải dễ nhận, không phải dễ tu đâu. Tôi biết nó lâu rồi mà tôi thực hành cho liên tục không được. Tại sao vậy? Tại vì cái tập khí thói quen của sự cải sửa, của cái nhận cái đó là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, cái này nó ăn thâm căn cố đế rồi. Thì phải lặng lẽ nhận nó từ từ để cho nó chấm dứt, để cho nó đừng dính mắc. Quý vị như quý vị bây giờ nhận xác thân này là mình. Nói thì hay, nhưng mà tôi ra quý vị bộp tên bộp tay là tôi nổi sân liền. Nó nhanh quá mình không kịp để mà lắng nghe nó. Một khi mình biết đó thì có thể lắng nghe nó chấm dứt. Chẳng hạn như người ta chửi tôi, người ta đánh tôi bất chợt thì tôi vẫn sân. Nhưng mà tôi có giáo pháp thì tôi đè nó xuống. Thì đè đó mình biết cái đè nén này đó là pháp của người trời. Tôi quán là thôi, có người đánh mình, bị đánh mình đau quá thôi, mình nên tha thứ cho họ, thì đây là pháp của người trời. Còn nếu không là tôi đánh lại thì đây là bốn đường ác. Rồi bây giờ nếu tôi có Phật pháp, tôi sau khi đè xuống rồi tôi bắt đầu lắng nghe. Tôi biết rằng có tôi đè, có tư tưởng quán xét để đè nó thì cái này mới qua được Bát Nhã. Thì chúng ta thấy cũng phải đi từ từ. Tôi nói đại khái thôi. Rồi sau này chúng ta còn phải đi sâu vào nữa. Cái sắc thân thì chúng ta có thể dễ nhận hơn. Còn cái cảm giác là khó hơn. Còn tư tưởng càng khó nữa. Sắc thân này chỉ có đọa thánh thứ nhất là nhận được. Còn cảm giác của người trời dục giới quả thánh thứ nhì. Còn cảm giác của sơ nhị tam thiền của cõi trời sắc giới phải quả thánh thứ ba. Còn tư tưởng thì phải A-la-hán mới nhận được. Đại khái nó là như vậy. Thôi cái đó để sau. Rồi chúng ta phải đi sâu vào từng chi tiết của bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Hôm trước tôi có giảng rồi, tôi sẽ lặp lại. Phải đi sâu vào nữa. Tôi nói vô duyên con mắt, vô duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Rồi điểm gặp gỡ cái đó khoan. Vô duyên lỗ tai, vô duyên thinh trần phát hiện nhĩ thức. Vô duyên lỗ mũi, vô duyên hương trần phát hiện tỷ thức. Dài dài. Thì cái này là có bốn đường ác: sắc thân, cảm giác,
không? Nhãn thức thì sắc thân là địa ngục, hữu gián sắc trần là địa ngục, vô gián nhãn thức là ngạ quỷ. Rồi tới cái ốc tiếp xúc với pháp trần, sửa sắc thân nhân dị xúc thành ra pháp trần, thì có ý thức đây là súc sanh. Thì bốn này là bốn đường ác, thì súc sanh nó cải sửa cái đó, rồi nhập lưu thấy rõ ràng. Thì nhập lưu là không còn rơi rớt, không còn luân hồi vào đó nữa, không dính mắc nữa, những ở trong đó là không dính mắc. Còn người trời thấy sợ quá mới giọt lên giữ năm giới, thì mà tránh không được súc sanh ngạ quỷ thì lọt trở lại. Đại khái là như vậy, đại khái là như vậy. Thì thôi, hôm trước tôi nói nhiều rồi, thì quý vị giờ hỏi lại những người đi trước mình, nghe không? Rồi sau đó để thử tôi mới cho những cái bài giảng để quý vị lựa giữa tư tưởng và bát nhã, giữa tư tưởng và bát nhã. Thì cái đầu tiên đó là tôi nói về huệ năng và quyền giác. Quyền giác là một người phàm tăng nhưng mà có chứng đắc, mà không biết mình chứng đắc đúng hay sai. Mà thời buổi này thì Phật tịch rồi, không có ai thọ ký cho mình là đúng hay sai. Thì có ông Huyền Sách là đệ tử của Huệ Năng, sau khi đắc được thầy chứng đắc rồi đi lại gặp hai người trao đổi. Thì Huyền Sách thấy rằng Huyền Giác có chứng đắc, thì mới nhờ Huyền Sách thọ ký chứng đắc cho mình. Thì Huyền Sách nói tôi lời lẽ ít, tôi chưa có đắc quả cao, lợi thầy tôi là Huệ Năng thì mai ra. Tôi mới gặp Huệ Năng thì đây là sự đối đáp giữa hai người. Một ông là tổ đã chứng đắc, một ông là phàm tăng chưa chứng đắc mà lợi nhờ ông tổ thọ ký cho mình coi chứng đắc đúng hay sai. Bởi giữa bát nhã tư tưởng là mấy quý vị sai mà cái kêu là ngũ ấm ma. Như tôi nói nãy, thí dụ như là bốn đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tô la, thấy lờ mờ thì cải sửa qua người trời, còn thấy rõ ràng thì nhập lưu. Nhưng mà khi thấy lờ mờ rồi mình cho mình nhập lưu thì lọt ngũ ấm ma. Mà giữa thấy lờ mờ với thấy rõ ràng nó khác nhau sao? Đó là cả một vấn đề. Chỉ có những người chứng đắc thật sự người ta mới thấy chỗ hớ của mình. Cũng giống như ngoại đạo mà nó giảng cho Thái tử Siddhartha về A-la-hán và Như Lai, Thái tử thấy rõ chỗ sơ hở liền. Nhưng mà nó xin Thái tử chỉ rõ, Thái tử chưa đắc thật sự. Ngài nói tôi cũng biết cái chỗ sai nhưng mà cái sự thật thì sao tôi chưa có được. Rồi Ngài mới 49 ngày Ngài ngồi thiền nhập định, Ngài mới thấy rõ. Ngài mới trở lại độ cho hai ông thầy của mình. Thì hai ông thầy đã chết rồi. Chúng ta thấy nói vậy. Thì trong kinh viết lại chúng ta phải hiểu. Thì ngày nay làm sao chúng ta nhận được giữa tư tưởng và bát nhã? Nhận là cũng nhận dỗm thôi. Thì phải có người đi trước mình chứng đắc nói xác nhận anh nhận này đúng. Thì bây giờ mới là thật sự là đúng. Cho nên tôi là lấy trong kinh từng kêu là nhận vật làm con hay là nhận vật làm cha, thì cái ông đó đó ý vậy là mình nhận lầm. Thì đây tôi cũng chỉ lặp lại cho quý vị cố gắng để mà phân biệt. Còn quý vị nhận vật làm con làm cha quý vị không chịu lấy nha, chứ tôi bây giờ cũng không biết có thật hay không, nhưng mà đây chỉ trao đổi để giúp quý vị có một cái số vốn trên con đường giải thoát thôi. Thấy không? Thì huệ năng và quyền giác là quyền giác là phàm tăng nhưng mà thấy mình chứng đắc, mà không biết phải là bát nhã thật sự hay là ngũ ấm ma hay là tư tưởng mình nhận là bát nhã, thì mới gặp huệ năng. Huệ măng là một người đắc quả đã được ngũ tổ truyền cho thọ ký là chánh cống, là đắc quả thật sự. Chánh cống hiệu con nai chứ không phải đồ giả nữa. Thì ông đi ông chứng minh thọ, nghĩa là truyền xác định người này chứng đắc hay không. Trong kinh thường kêu là thọ ký. Thì đây là cuộc đối đáp giữa một người tổ đã chứng đắc thật sự
Và một người phàm tăng cũng chứng đắc mà chưa biết mình thật sự hay không, thì phàm tăng đây là quyền giác dùng cái bát nhã để nói chuyện với tổ. Tổ kéo lại cái phàm tăng, ông kéo qua bát nhã thì sáng tỏ, tổ mới xác nhận ông chứng đắc đúng. Thì cuộc đối thoại tôi xin kể sơ, hôm trước tôi có lập rồi, thấy không? Rồi quý vị sẽ trả bài vấn đề đó với cái sự hiểu biết của quý vị. Đó là sau khi mà quyền giác gặp Huệ Năng rồi, ông đi ba vòng, trật áo mặc như tôi rồi chừa cánh tay, tôi bệnh tôi phải mặc áo. Thì ông đi ba vòng rồi đúng đâu ông quỳ xuống lại, không lại, xá bà xá tôi. Thì Huệ Năng mới hỏi, cái tư cách người tu như vậy là thiếu sót, đại đức từ đâu đến mà ngã mạng vậy, tự cao quá vậy. Ông nói sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng lắm, ở đó mày lễ lại. Tôi chưa kịp lễ lại là tôi đã chết rồi. Sanh tử là việc lớn, chết rồi tôi có thể là đứng nói ngài chưa hết câu là tôi ngã xuống chết. Như bây giờ quý vị thấy là đột quỵ một cái là chết liền, nhồi máu cơ tim một cái là chết liền. Cái sống chết nó không hẹn ai, không có ai mà nói là tôi sống bao lâu, đố quý vị biết quý vị chừng nào quý vị chết, không biết. Rồi chết đi về đâu đây mới là vấn đề quan trọng. Sinh tử là việc lớn, vô thường máu chóng lắm, ở đó mày lễ lại. Thì Huệ Năng để coi coi, Huệ Năng chỉ mình pháp môn là đi liền lập tức, mà không có pháp môn thì đây mới là tổ. Thì Huệ Năng mới nói tại sao không ngay cái sanh tử nhận lại cái vô sanh, không ngay cái sanh tử mà nhận lại cái vô sanh, sao không ngay cái vô thường mà liễu trí cái chân thường. Huệ Năng nói không có pháp môn. Thì sanh tử ở đó ngay trong cái sống sanh tử này nhận lại cái dòng nước. Đi tìm cái gì đâu. Thì sanh tử ở đâu thì bất sanh ở tại đó. Xong ngay cái vô thường, tùy thuận với cái vô thường thì đó là chân thực. Thì quyền giác không thể tai bở, ông cứ tu cái đó. Thì ông nói nhận lại đó, tức là vô sanh, mà liễu trí đó là chân thường. Thì tôi nói phải, đúng lắm, đúng lắm. Ông hay, đúng lắm. Sau khi nói đúng lắm thì ông biết là tay này tay tổ, đúng là tổ chánh công. Không có pháp môn, không có thiền thông, không có tịnh độ, không có duy thức, không có mốc gì hết. Ngay trong cái lượng sống nhận lấy cái dòng nước trong đó, đâu có cần lâu, lập tức ngay đó. Sống là sống, nhưng mà trong đó có dòng nước, sống nó nương vào dòng nước. Tại sao không ngay cái sống nhận cái dòng nước là mình, cho mình là sống chỉ để rồi lên một cái rồi xuống rồi chết. Nhưng mà có lên có xuống thì dòng nước nó lúc nào cũng vậy. Tại sao không ngay cái dòng nước mà nhận lại cái vô, không ngay cái vô thường đó mà liễu tri cái vô thường, tức là dòng nước nó chảy, nó đâu có bền, nó chảy hoài. Mà sao không tùy thuận theo nó, chống lại nó làm chi? Rồi thì ngài mới nói là nhận lại đó là vô sanh rồi. Đó, nhận lại là tôi biết tôi là dòng nước, thế thôi. Đó, tôi dòng nước chảy, tôi cứ chảy theo nó. Thì Huệ Năng nói đúng vậy, đúng vậy. Ông bây giờ mới quỳ xuống lại đàng hoàng, ông biết mình đi đường thôi đúng. Hết rồi, hai người gặp nhau vậy là đủ. Một cái là A-la-hán, cái là Như Lai. A-la-hán là nhận lại, Như Lai là cái tùy thuận. Lúc mẫu giáo thì mình cứ đánh dần theo nó. Mình nói lúc 12 mình đem trình độ 12 cho nó, nhưng mình luôn luôn mình vẫn là thầy giáo. Đó là Như Lai. Rồi thì thấy là được rồi. Thì ông xin hầu tổ, ông đứng hầu chừng 2 tiếng hồ, cái ông xin tổ con về. Được rồi, tổ thọ giới chờ tình chứng, anh chứng cho con là đúng pháp. Thì con còn ở đây làm cái gì? Con về để con tu và hướng dẫn một số Phật tử, một số người xuất gia. Thì Huệ Năng thấy ông này hay, nhưng mà thử lại có thật sự có chứng đắc không? Thử nữa. Ông phải nói về sao mà mau quá vậy, về sao chóng thế. Thì quyền giác biết tổ thử mình nữa, vốn mình không động lấy cái gì chống tay,
Thì tổ nói đi là đi, mà cái xác thân này thì có mau đến, mau đến ở có 2 tiếng hồi đi là mau quá. Quyền giác thì biết rằng tổ chơi mình. Nếu mình sống bằng cái bản thể, dòng nước thì nó cung cấp, có cái gì đâu máu chậm. Thì nói là vốn mình bất động, có gì đâu máu chậm. Mình không có động, dòng nước thì bao giờ nó cũng bao la, nó có đi, có đến, có ở, có về gì đâu. Chỉ có lượng sống, sống đến, sống lên, rồi sống xuống, sống diệt. Là xác thân đi, xác thân đến, xác thân về. Nhưng mà cái dòng nước lúc nào nó cũng vậy. Rồi thế là tổ nói hay, ông thật sự đã hiểu được cái ý vô sanh. Ông đúng, ông hay, tôi chưa từng thấy ai mà hay như ông. Ông thật sự là đã hiểu được cái ý vô sanh. Thì tổ vừa khen mà vừa gài trong đó, khen mà lại để ngọn dao đâm vô đó. Nếu ông nhận câu của tổ thì ông chết. Vô sanh là không còn sanh nữa, mà con đã nhận được cái ý nghĩa, cái tư tưởng của vô sanh. Thì quyền giác mới mới nói vô sanh mà có ý nữa sao? Vô sanh là vô sanh mà tại sao con có cái nghĩ gì vô sanh? Đã nghĩ là tư tưởng rồi làm sao là vô sanh được? Thì chúng ta thấy là đối đáp vậy đó, là hai bên hiểu nhau. Nhưng quý vị giờ nín thinh tôi cũng không biết, nhưng mà quý vị nói là cả là tôi biết. Phải nói từ trong ai lại ra nói, mà không phải là người ta chép sẵn bài đứng đọc nhau buổi buổi là không được à. Tôi nói trả bài cho tôi là từ ở trong mà trả ra. Mình sao mình cứ trả y nguyên vậy. Nào, tôi nghe chứ mà tôi chưa có phê bình đâu, không có nhiều. Thì giờ nó ít, rồi sau tôi sẽ tóm lại. Tôi sẽ đi qua 15 hăng chúng sanh, tôi trở lại bài kinh 66. Thì mới trở lại cái trả bài này. Để quý vị thấy cái sai của mình, tự mình nhận lấy. Nào, đại khái là vậy. Thì tiếp tục, sau khi như vậy đó thì Quyền giác nói, tổ nói con thật sự đó là nhận được cái ý vô sanh. Ông hiểu được cái ý vô sanh. Thì Quyền giác nói vô sanh há có ý nữa sao tổ? Đã vô sanh thì vô sanh, tại sao mà ý vô sanh là nghĩ về cái vô sanh? Thì rồi tổ mới hỏi, à có, tôi nhảy một khúc rồi. Rồi lúc đó nói là, tổ nói là về sao chống thế. Thì ông mới nói vốn mình chẳng động, lấy gì có chống chạy. Rồi tổ mới hỏi ai biết không động, tức là người nào biết là không động. Thì Quyền giác mới nói đã là không động mà còn có ai nữa sao? Cái dòng nước nó chảy gì thì nó chảy như vậy, nó đâu có động. Có động thì đó là sống động, chứ nước đâu có động. Chúng ta thường thường lầm tưởng sống với nước là một, mà nếu không một thì sống với nước là hai. Quý vị để ý không? Quý vị có cái linh hồn là sống, có cái thể xác, có cái thể xác là sống, có cái linh hồn là dòng nước. Tôi hỏi quý vị, cho cái linh hồn quý vị với cái thể xác quý vị ngồi đây là một hay là hai? Mới đầu quý vị chết chỉ cái đó. Vì tôi nói là tôi giảng hơi cao rồi đó. Mấy người mà có nghe trước rồi thì dễ thôi. Nó nghe là mười mấy năm về trước rồi thì bây giờ tôi tiếp tục thì dễ thôi. Còn bây giờ đi không, quý vị ngồi đây là cái xác thân. Còn cái linh hồn quý vị đâu? Cũng ở đây. Chính cái xác thân này nó nương vào cái linh hồn để nó phát hiện ra. Chứ không phải linh hồn sanh xác thân nha. Cái dòng nước chảy như vậy thì có sống trong đó. Mà không phải là dòng nước sanh ra sống. Mà sống sở dĩ có là do gió bắc phong, do tham sân si, cái ngọn gió nó làm cho cái dòng nước nổi sống. Chúng ta thường lầm chỗ đó. Chúng ta cho rằng cái dòng nước sanh ra sống là trật, do vô minh tham sân đã làm cho cái dòng nước linh hồn nổi sống. Thì cái dòng nước với sống này là hai, là trật mà một là sai. Bởi vì hai là ngoài cái sống có dòng nước, ngoài dòng nước có sống thì mới là hai.
Cái này quý vị không thể lấy sống ra khỏi dòng nước được. Như vậy là một. Nhưng mà khi sống lên rồi sống tiêu tan chấm dứt, dòng nước vẫn còn, lúc nào cũng vẫn vậy. Thành đó nói một là sai, nói hai là trật. Thì cái linh hồn của quý vị giống như là dòng nước, còn cái thể xác của quý vị ngồi đây đó là sống. Thì cái thể xác này nương vào cái linh hồn để mà duyên khởi ra. Thành ra cái thể xác khi nó chết rồi, cái dòng nước linh hồn vẫn còn, vẫn còn. Hay nói cách khác cũng giống như cái dòng điện, cái dòng linh hồn của quý vị là cái dòng điện, còn cái thể xác của quý vị là cái bóng đèn. Trái thời gian cái bóng đèn này khi nó cũ rồi, nó đứt cái vực tắt, thì cái thể xác chết. Cái bóng đèn tắt là cái thể xác quý vị chết. Rồi cái dòng điện linh hồn còn không? Quý vị nói nó chết, nó đâu có chết, nó ở trên không gian. Rồi lúc nó chưa phát hiện vào trong bóng đèn thì nó vẫn nằm trong không gian. Mà nó phát hiện trong bóng đèn thì nó vẫn nằm trên không gian. Quý vị có thấy nó đâu? Bây giờ linh hồn quý vị thấy nó không? Không. Nhưng quý vị ngồi thiền cho sâu, khi cái tâm thanh tịnh rồi, quý vị nhận được nó. Nhận được nó. Thì cái đó trong kinh thường kêu là thầm hội. Hội là hiểu biết, thầm là một cách âm thầm, lặng lẽ. Thành ra tôi mới năn nỉ quý vị đáng ngồi thiền, quý vị sẽ nhận được linh hồn mình. Thì quý vị sẽ thấy sự chuyển biến của nó. Thành ra tôi khoái ra biển là cái chỗ đó. Tôi ngồi tôi lặng lẽ, tôi thấy cái dòng nước biển nó chảy giống như cái linh hồn của tôi. Còn cái lượng sống mà khi gió nó thổi đó thì đó là cái xác thân của tôi. Thì xác thân tôi giống lượng sống sẽ tiêu diệt thôi, sẽ chết thôi. Nhưng cái dòng nước linh hồn từ bao giờ cho đến bao giờ nó vẫn lặng lẽ nó chảy. Quý vị ra biển ngồi quý vị sẽ thấy chỗ đó. Khi nào quý vị thanh tịnh á, quý vị ngồi thừ đó chừng 2-3 tiếng. Ở ngoài đó thì bữa đó thấy có cô Tấn nó còn ngồi dữ à, 2 tiếng mấy. Tới sống mà vô gần đụng cổ mà cổ không hay. Cô không ngồi à. Rồi cái chú cháu cổ lại kêu là nó đừng kêu để mẹ nhập tứ thiền, không có nước nào làm tiêu đâu. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta tâm thanh tịnh rồi, chúng ta sẽ hiểu được cái dòng nước linh hồn của mình. Thì thí dụ điện quý vị thấy nó gần đúng đó. Đúng chứ không phải nha, linh hồn nó di tế hơn nhiều. Điện khi mà nó nằm quý vị không thấy, không thấy cái tướng nó đâu. Nó bàn bạc trên không gian. Nhưng mà đủ điều kiện nó sẽ phát hiện trong bóng đèn thì nó sẽ cho ánh sáng. Cũng như nó phát hiện trong sắc thân quý vị sẽ cho quý vị có con mắt thấy. Thì cái thấy này đâu phải là bóng đèn, không phải là con mắt, mà chính là dòng dòng điện. Dòng điện sau khi qua có bóng đèn nó phát hiện ra ánh sáng. Thì ánh sáng này là cái dụng của điện. Còn điện là cái thể, nó nằm, cái thể thì không bao giờ mất. Khi đủ điều kiện rồi nó mượn cái cơ quan là bóng đèn, nó phát hiện ra cái ánh sáng là cái thấy của con mắt. Thành nó thấy con mắt là giải, là sai. Nó đại khái là vậy. Thành ra quý vị phải nghe rồi, phải về, phải nghiền ngẫm, phải suy tư. Mà muốn nghiền ngẫm thì phải ngồi thiền. Nhất là ai ngồi kiết già được, còn không thì bán già. Còn ngồi trên ghế này kia thì khó mà đi sâu lắm. Cũng chỉ là tu người trời thôi. Còn muốn quán thì quý vị phải thanh tịnh. Và nhất là quý vị ra biển. Còn quý vị ở trong phòng thì nó khó thanh tịnh lắm. Phòng thì phải có phòng trống không, hoặc là dưới gốc cây, mà phải chỗ thanh vắng á. Mình sơ cơ mà.